bé này nó đâu có làm gì ai đâu. Ừ. Bé này giúp được rất là nhiều vị. Ừ. Những người kêu tu kia kể họ phải nhìn lại họ, tại sao nhìn bé chi mà người nhiều quý vị làm theo là nó sẽ được mở cái ánh sáng. Ừ. Gọi xa hơn, giống như cái ánh mặt trời vậy đó. Còn những người mà vĩ bán mà Phật trời ha, em xô xuống sông á. Ừ. Em dẫn nước luôn. Khi hệ sinh hậu khổ sĩ hạ ta hạch, ý sinh thảo tụ sĩ thật khổ là. Dạ Thảo xin mến chào tất cả bà con, chào mừng tất cả bà con xem video tiếp theo của Thảo 1990 Vlog. Thì phía trước màn hình tất cả bà con thì là một cái công trình ông cá sấu năm chèo. Thì được hoàn thành được bao nhiêu đó cả nhà. Đó thì hôm nay là Thảo đang có mặt ở trong đình Thới Sơn. Còn ở phía bên đây là mộ ông thiền sư Bùi Tăng Chủ. Kính thưa mọi người, thì hôm nay mình đi tìm hiểu về tâm linh Phật pháp để mình đi xuống ở dưới này nha bà con. Thì hôm nay cũng chia sẻ với mọi người là cũng khá lâu rồi mình gặp lại Hồ Ly, cô gái còn rất là trẻ tuổi, cũng có trách nhiệm về bên tâm linh đó cả nhà. Thì ở phía trong đó là mộ ông Bùi Tăng Chủ, còn nhà của Hồ Ly ở thì ở phía dưới này nha cả nhà. Một em gái rất là dễ thương, như là cũng hiểu về đôi chút về Phật pháp tâm linh đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi dài xuống cái con đường dưới này, thì nhà của em ở dưới này là không biết là nhà của em hay là em ở trọ hay là người ta cho ở đó cả nhà. Tại vì những người mà bị vấn đề về tâm linh hành căn thì phải đi suốt như đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi vào ở phía ở trong đây. Ở đây rất là mát cả nhà. Ô, chào Hồ Ly nha. Dạ, chào anh Thảo. Trời ơi, lâu quá. Lâu quá mới gặp lại ha. Dạ. Cho anh gắn cái mic mình trò chuyện chút xíu nha. Dạ. Rồi cái này là chỗ này là sao? Cái chỗ này là chủ qua có hai vợ chồng của anh Ba Đức á. Ảnh thấy em đi đình á, cái ở mấy ngày nay cái em về không được, đầu em nhức á. Cái nó việc gì đó chắc ở trong người của em có cái vấn đề gì đó của Thiên Liên ở đình Thế Sơn này. Ừ. Cái hai chồng thương em á, kêu em thôi bây giờ cho mượn cái nhà ở đỡ. Vậy đó hả? Ở đỡ chơi chừng nào mà nếu có duyên thì ở ở bao lâu cũng được, tiếp người ta tiền nước tiền điện á. Ừ. Cũng như ta thấy mình tưng á. Vậy đó hả? Đó, anh khi mà đi tìm hiểu là anh thấy là có nhiều cái phần linh căn giống như em là hình là đi hoài là không có nhà. Đi hoài suốt vậy đó hả? Thay đổi đó anh, thay đổi mỗi nơi mỗi khác á. Thay đổi là sao? Cũng như là cái việc nào xong rồi thì đến việc khác á. Mình phải đi hoài vậy đó ha. Dạ. Yeah. Lâu quá mới gặp lại anh Thảo nha. Quê mình ở đâu Hồ Ly? Dạ, quê của em ở tỉnh Đồng Tháp, huyện Lấp Vò, xã Định An. Vậy là mình qua An Giang này là đi Ta Bà suốt vậy đó ha? Dạ, khi mà em đã quay clip cho anh ở cái chợ Lâm Vò, cái nhà hồi lúc trước em mướn á. Ừ. Em đã nói hết những cái việc của trước kia rồi đó. Cái tự động ở trên nó bới hết trả nhà này nọ, rồi chị bắt em về sửa soạn cho em đi Mỹ, mà em đâu có đi được, tại em bị hành đó. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là tính đi nhà cũng dẫn đi Mỹ mà không. Dạ. không đi được hả? Dạ, đi qua bản giữ hai đứa cháu á. Thì hôm nay mình gặp lại Hồ Ly cái nhà. Thì Hồ Ly thì lúc trước cũng có chia sẻ về tâm linh Phật pháp đó, thì hôm nay mình sẵn ở trên chuyến đường mình đi ở vô trong đình Thái Sơn gặp Hồ Ly. Dạ. Thì mình cũng muốn tìm hiểu. Dạ. Hồ Ly ơi, cho anh hỏi là lúc này mình có sử dụng truyền thông mình thấy những đứa bé còn rất là nhỏ tuổi mà thuộc lào kinh kệ không Hồ Ly? Dạ, em cũng ở nhà em có máy vi tính á, cái điện thoại của em bị ở trên bới là không cho xài cảm ứng nữa, xài cái điện thoại mà không có hình á. Là bới em 7 tháng nay
chỉ xài cái điện thoại kia thôi. Mỗi việc sim số gì cũng thay đổi. Có những người mà coi YouTube cũng như là có những anh mà có duyên em quay á, cái người ta coi xong người ta cũng mến mộ mình đó. Thế người ta cũng xin liên hệ với mình, và những người ở trong nước về nước nhiều lắm, nhưng mà em thì không có rảnh tiếp như vậy. Em cũng không phải là một người giống như người ta mong muốn giống như vậy. Người ta muốn cặn cái này cặn kiếm, nó kêu em soi căng hay là nhìn giùm họ những vấn đề gì trong công việc làm ăn của họ đó, thì em cũng chưa không phải là chuyên về cái môn đó. Em chỉ biết là cúng lại và đi làm những cái việc thiện nguyện em nói trước kia trên cái kênh của anh đó. Thì cho anh hỏi thì lúc gầy xuất hiện những cái đứa bé mà nhỏ đó, mà vì sao mà nó thuộc lào kinh kệ, cũng như là nó đọc những cái bài chú đề bi, bài cúng rồi đó, là nó rất là lào luôn, là cái đó là vì sao theo cái tâm linh đó, Hồ Ly? Tại vì mỗi đứa bé này nó là một cái sông sáng, nó là một cái tinh hoa của đất trời. Tới ngày nó được chỗ quả thơm, giống như cái bông đào thơm á, thường á người ta người đời á thường á ra chợ ta mua bông đẹp với bông tốt, người ta mới mua đem về dâng lên Phật, anh hiểu mấy không? Rồi Phật cũng chọn những cái bông hoa đẹp của trần gian này với họ tá vô cái thân xác của một vị nào đó, mà để thì truyền những cái sự mà của Phật pháp cho cái thời kỳ hữu nguyên thánh đức này, cho đất nước Nam Việt mình. Và những cái chuyện khác nữa thì em cũng không dám nói nữa. Thì nói chung là nói như là một cơ mật. Nay cơ mật nay đã lộ ra, đúng căn giờ đúng của trời định phân. Kỳ này Phật ẩn trong xác phàm, xác nào tươi tốt ta đây ứng khẩu, độ mà thế gian không nói lớn nhỏ, việc trần gian không kể nam nữ, kỳ ai cũng được tỏ sáng cái nguồn Phật quang. Những đứa linh tử kỳ này hạ phàm, anh nên nhớ em nói là cái những đứa bé linh tử hạ phàm của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đưa xuống trần gian, mà khi người ta đã làm việc rồi, không biết là người cái vị bé đó sẽ làm được bao lâu và đi đến bao lâu, hiểu không? Không tại cơ mật chẳng lộ cho ai. Chẳng dám nói bài những chuyện của quyền cơ, cơ mặt của Phật đây là lộ ra. Tại vì bé này thì em thường nghe mọi người, em thấy lướt trên mạng, nhà em có mấy gì tính á, em lướt em cũng nghe được bé nhiều thứ. Và em biết bé này không phải là một người phàm mà học được, đọc được hay là một người nào chỉ dạy đó, mà thuộc được cái câu chú bằng một kinh của các chư Phật. Thì bé này nó là cái cốt Phật đáo lai trần gian, mà đầu thai trong một cái gia đình gì đó mình cũng không có biết. Thì người nào cũng nó có một cái lý do tới ngày thai mở, không có nói người này tốt người này xấu, mà người xấu không bao giờ làm những cái chuyện mà dạy người ta làm bậy. Ta dạy mình cúng kiến làm phước, mà người ta nói đúng cái lực của mười phương chư Phật, của ông Phật, ông để kinh sách để lại cho ngàn đời nay rồi. Chứ bé đâu có nói gì đâu mà trái với Phật trời đâu. Và có những người mà quay được bé cũng là một cái duyên phước đức. Bé được có cái trí nhớ rất là dai, gọi là siêu trí tệ đó. Mà khó ai mà nhớ được kinh Phật. Nhưng cái kinh Phật khó nhớ nha, nhưng mà những cái ngôn ngữ giống như là nhớ nước này nước kia, lắc cờ này đó cờ nước này nước nọ, phải không? Những cái tên này tên nọ của nước này nước kia, nó quá là bình thường. Quan trọng cái kinh Phật ai đủ duyên đủ đức mới đọc được. Cái những cái câu chú là anh biết cái chú là bi, phải không? Là diệt tà ma quỷ, nghe mà đọc chú là bi nó sợ lắm. Nó không dám lại gần. Mà chú là bi cái mẹ Quan Âm á, khi đã đọc rồi đó, cái người đó ngày ngày càng đọc cái chú là bi á, là những cái tà ma nó điều xa, những cái nghiệp lành của mình á nó sẽ đến, và những nghiệp dữ của mình nó tự động nó đi. Thì có nhiều, nói chung là rất là nhiều ý kiến của bà con khán giả đó. Thì ngoài quý vị Phật tử cũng như là quý vị khán giả, thì người ta nghĩ là do là
người đời cũng như là cha mẹ kề cận bên cháu đó, cho nên thì với cháu tiếp xúc hoài với cái kinh Phật thì nó có cái trí nhớ siêu phàm hơn bao nhiêu đứa trẻ khác á, thì yeah. nó sẽ học nhanh hơn. Yeah. Nhưng mà theo Hồ Ly thì bé có phải là do căn lành kiếp trước có tu hay là một vị nào mà để mà độ chúng sanh cái thời màng ba này không? Nói chung là những vị các chư Phật cùng nhau xuống thế độ trần gian thời kỳ khốn nàn, tai đây chuyển kiếp lần lần, chẳng ai mà biết trong thân người nào. Xác thì phạm tục, hồn thì Phật tiên, đâu phải người thế gian mà dạy làm những điều không tốt. Nói chung là người nào dạy cái tốt của Phật trời cũng là một cái vị thánh đức. Đó, đúng. Và có những chuyện người khác bàn luận đó là do mỗi căn duyên của mỗi người hiểu. Cái người hiểu sâu và người hiểu cạn. Cái người càng hiểu sâu về Phật Pháp, người ta không có bàn luận, bàn luận về người khác. Đúng, đúng. Người ta chỉ đem cái sự tiên dương lên những người mà giúp đời. Có ai mình được như bé mà nói ra là bố thí 1000 cái gạo là để gieo được phước đức gì, mà có những người người ta đã làm từ bấy lâu nay, bà bé chưa xuất hiện người ta đã làm theo kinh Phật rồi. Khi bé đã xuất hiện rồi, nói là những người chưa làm cái việc mà bố thí gạo á, người ta thấy gì đó người ta bắt chước, người ta làm điều lành. Đúng. Càng được tiên dương vỗ tay cho bé và gia đình của bé, tại vì gia đình của bé đẻ được một vị thánh nhân, giống như bà Mộc, bà Thanh Đề đẻ ông Mộc Tiền Liên đó. Có đứa con rất là tài ba, nhưng mà người mẹ không phải là người tà ba. Nó phải đóng cái vai nghịch cảnh như vậy. Nó phải như vậy. Ai cũng không có cha mẹ đẻ đứa con á, một vị thánh đức á, thì cha mẹ không có hoàn hảo được. Đúng, đúng. Đứa con hoàn hảo này để sẽ độ lại. Độ lại gia tộc, cha mẹ độ lại ông bà. Ừ. Đó, đâm ra mọi người hiểu cũng đúng. Tại vì á, mình quan trọng đứa bé thôi, đừng quan trọng cái gia đình của người ta. Tại vì có cha mẹ người ta luôn luôn giữ cái sắc thân này cho đứa bé này, đâu phải ra đường, đâu phải có người nào cũng tốt đâu anh. Trời ơi, nhưng khi người ta thấy một đứa tài bay nè, người ta muốn bắt đem về, hay là người ta muốn dụ để đem về cho người ta được chỉ dạy cho người ta, chứ người ta không muốn đứa bé này nó truyền ra cho khắp cả chúng sanh, khắp cả đất nước và trên thế giới. Đó là như vậy. Thưa Hồ Ly ơi, thì trong cái clip á, thì Tường Lam có chia sẻ là giống như là hình như là biết được cái kiếp trước của mình hay sao á, là hay là bé còn nhỏ tuổi thì bé muốn chia sẻ như thế nào, bé chia sẻ. Bé có nói là kiếp trước là một nữ Nico. Dạ. Đó, thì kiếp này là khuyên bà con là ăn chay làm lành đánh dữ, rồi phát 1000 ký gạo cũng như là giúp đỡ bà con nghèo đó. Dạ. Rồi bé có chia sẻ là bé có thể là giao tiếp được với ông thần tài, ông thổ địa, thì theo như về tâm linh mà theo như Hồ Ly đó, thì Hồ Ly nghĩ sao, là ông thần tài và ông thổ địa là có thật hay không? Nói chung theo Phật giáo Hảo á, là các vị ông địa thần tài đều bây giờ gọi là thành Phật hết rồi. Thì trước khi ông xuống đây là ông thần tài hổ địa, người ta chỉ nhắc là ông thần tài hổ địa, người ta không có nhắc ông là Phật nữa. Người ta mới lấy lý do là nhắc lại cái thời kỳ hai ông hạ phàm là ông địa, ông thần tài, giúp những người mua may bán đắt và giúp những người mà khốn khổ khốn nàn. Bởi vì những người buôn bán kinh doanh đều thờ ông địa thần tài, ông đáp là độ. Cái duyên là bé này phải nhắc lại ông địa thần tài, giống như ông Quan Thánh Diêm Vương á, giống như cái clip mà trước kia đã chia sẻ đó, là ông Quan Thánh ai cũng biết ông là Quan Thánh, nhưng mà bây giờ ông là ông Phật Già Lam rồi, Phật Già Lam là năm vị vinh đệ của ông là cái ngũ không dương Phật rồi. Nhưng những người tu mới biết được mấy ông này đã thành Phật rồi, chỉ có dùng hắc sơn mấy núi thôi. Trong cái đạo Tứ Anh Hướng Nghĩa thôi, là người ta để kinh đó, các ngài á, Túc Bổn Sư để lại đó, là các ngài thành Phật hết rồi, không còn bậc thánh nữa. Đó, đâm ra là bé như là khơi lại những cái gì của các ngài, nhắc lại.
cho các ngài. Và đâm ra có như vậy, có những người mà kia là tiến xa hơn, ta sẽ mở ra ông Địa Thần Tài này đã bây giờ ổng đang làm việc gì. Thì đâm ra trong cái ông Đức Quỳnh Giáo Chủ là ông đã để ra các vị hành Phật hết rồi, các vị cổ cô lãnh cô bây giờ cũng đều hành Phật hết rồi, nhưng mà tiền kiếp xuống hạ phàm người ta là cái chức vụ đó, nhưng mà khi người ta được tiến hóa ra đó, mà những người đủ đức đủ tài mới là được thấy được biết đó là như vậy. Bé nói là bé có thể là trò chuyện như là giao tiếp được với ông thần tài thổ địa đó, theo như hồ ly nghĩ sao? Thì bé là có bản năng đó, là cái là bé là có duyên với chư Phật rồi. Thì nhắc ra đối với những người mà không thấy được ông Địa Thần Tài á, tôi gọi là vô nghĩa. Vậy là đâu còn có mấy ông thầy bù thầy pháp. Trần gian thầy bù thầy pháp người ta còn chơi với những người ma quỷ nữa. Những người mà vậy người ta mới khiến được binh gia để đi làm việc cho người ta. Những người tu hành người ta mới thấy được mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Những người tu trong chùa, những người xuất gia đó, ta có tài đức, người ta thấy được Quan Âm, thấy các vị chư Phật. Không lẽ những người đó thấy, không lẽ tôi nói nó dốc. Tại vì bé này á, nó là trơn thiệt tánh. Còn cha mẹ của nó như thế nào là do bản thân của cha mẹ nó. Bé nói ra những việc tốt và giúp đề và để cho những người hiểu biết về Phật Pháp nhiều hơn. Từ khi bé xuất hiện, chú Đại Bi này nó được mở mang nhiều hơn, rộng hơn nha. Khi mà em đã quay với Dân Tấn Lạ, anh đã quay một cái clip ở trên nước két á, thì khi mà Dân Tấn Lạ nó hát bài chú Đại Bi đó, em phải ra múa hầu cái điển của bài chú đó đó. Đó thì trước khi đã gặp rồi, nên năm nay thì bé này ra đọc chú Đại Bi đó, người ta đọc rất là nhiều, các ca sĩ ca và hát và đọc cũng không ai tiên dương, nhưng bé này người ta tiên dương. Thời kỳ này của bé, mà thời kỳ của gia tộc của bé này, thời kỳ của tổ tiên của quyền là phải bắt đưa bé này phải ra làm việc. Khi đến hết ngày hết viện, ta sẽ đóng lại, nhưng mình không biết là bao lâu. Dạ, mình không thể ủy bán họ được, tại vì họ đem những cái tốt lành cho đất nước mình, chứ họ đâu có dạy mình làm bậy. Dạ. Nhưng mà trong đó thì cũng có nhiều người ta lại nghĩ sai về bé đó, Hồ Ly. Như là người ta nghĩ là bé là do là có cái sự dàn xếp hay là sắp đặt để mà bé lên, bé nói như vậy. Nói chung em nói anh nghe nè, nếu như có như vậy đó, bé cũng không có thuộc nhiều, bé cũng không ấy, nhưng mà tại sao mà phải bắt bé nói qua là bé sẽ thuộc rồi. Đâu có một người mà khùng điên mà nói, anh có con nhỏ đó, anh dạy nó đi, dạy một bài học thôi, anh dạy hoài dạy quỷ nó còn thuộc nữa. Rồi chỉ có những cô chú này, người lớn, những người kia là đại đức, người ta học còn ba quên lên quên xuống nữa. Chứ đâu phải mà nhớ hoài trong lòng mình đâu. Nó chỉ có, nói chung thì mỗi người mỗi kiến ha. Dạ. Mỗi cái suy nghĩ khác nhau ha. Chứ bây giờ thí dụ như đại khái giống như con em của mình cũng vậy. Dạ. Bây giờ 1.000, 1.000.000 đứa thì chỉ có một đứa như bé Tường. Dạ. Lam là nó mới thuộc lào kinh kệ. Dạ. Như thế mà nó lúc nào nó cũng khuyên bà con ăn chay niệm Phật. Dạ. Mà phát 1.000 ký gạo, mà vì sao mà bé lại chia sẻ là bà con với cái thời buổi bây giờ thì đất nước cũng như là bà con thì rất là nghèo khổ. Yeah. Bé từ lúc mà bé chia sẻ 1.000 ký gạo thì biết là bao nhiêu mạnh thường quân, như là bao nhiêu người là người ta muốn làm góp cái công đó để giúp. Yeah. Ích cho đời, mà cũng như là giúp ích cho đạo luôn, giúp ích cho đời và giúp ích cho cái tổ tiên của họ nữa. Ông bà của họ, của quyền của họ nữa. Có nhiều người không biết bố thí gạo mà có công đức gì, có những người bố thí người ta không biết. Ta chỉ là tôi bố thí đó để được phước thôi, chứ ta không hiểu là lý do bố thí đó được về cảnh nào, mà cái người đang bị bóc đỏ đó được thoát cái cảnh nào. Bé này đã được nói hết những việc đó được, bé chứng minh ra những việc đó được. Bé thì nói là nếu mà mình phát 1.000 ký gạo thì cái phước báo của mình, cái tuổi thọ mình nó sẽ tăng lên cao, và cái sức khỏe mình nó sẽ không có bệnh tật, nhưng giống như là bệnh tật tiêu trừ vậy đó. Dạ. Thì bé thì nói chung thì
có nhiều cái câu thì bé chia sẻ nó cũng giống như là nó hơi gọi là mê tín một chút xíu đó. Nhưng mà dù gì thì bé còn nhỏ, nhiều khi bé muốn chia sẻ như thế nào thì bà con cũng như là mình người lớn mình cũng đâu có trách được bé đâu. Thì bé có nói một câu là bé cái giống như là cái đời kiếp này là bé sẽ tu và tiến xa hơn nữa mà để mà trở thành Phật Ngư Lam đó, thì theo như Hồ Ly là cái từ ngữ là Phật Ngư Lam đó là nó như thế nào Hồ Ly? Nói chung là ngư á, nói về các loại cá ở vùng ngư biển. Là cá ha. Dạ. Ừ. Là những con cá này nó được tu để được quá kiếp, giống như trong cái kinh giảng để cái kinh này không thể nói cái tên ra được. Ừ. Sáu nằm ở dưới sông tu cũng được quá cầu. Ừ. Anh hiểu cái câu này không? Con gì tu nó cũng quá kiếp. Để trưởng thành con người mình á, càng lớn càng trưởng thành, tiến quá từ khi mới lọt lòng ra, khi đã lên được tuổi đôi ba, lên được tuổi đôi mươi nữa, lên tuổi lớn hơn nữa, nó đổi khác hết. Giống như bé đang nhắc nhở mọi người phải quay về cái ban đầu á anh. Cái Phật, cái tánh Phật của mình đấy ha. Dạ. Tại vì bé được, khi bé đã nói ra rồi, bé đủ căn duyên hết. Bé gặp những cái người đại đức và những người có quyền trong cái Phật Pháp á, tiếp đón bé. Đâu phải người nào muốn được các ngài đón tiếp đâu. Đâu phải đối diện với các vị sư mà được ngồi với họ. Ừ. Đủ duyên, đủ đức. Tại vì các vị sư á, ta đã đọc kinh nhiều. Ta có thể vô trong những cái lớp mà huấn luyện để gì thi cử. Sau này các vị sư á, ở trong chùa đều đi học hết và phải bắt đi học, phải thi lấy bằng. Không phải giống như ngày xưa mà ai muốn tu cứ cạo cái đầu vào tu và không biết cái gì hết. Tôi biết làm thuốc làm lành, nói cái miệng nói mà cái thân là không được. Là như vậy. Đâm ra là bé này nó đủ duyên mà nó chơi với mấy người mà có như là làm phước dữ dội đó. Làm phước dữ dội các bậc thầy đó, giúp đỡ cho những khóa tu học đó. Đâu phải ai muốn ngồi gần các thầy được đâu. Đó là như vậy. Có những người mà đại gia hay là có tiền muốn gặp các vị sư này, đâu phải dễ đâu. Theo như anh khi mà đi tìm hiểu về tâm linh Phật Pháp thì nói chung thì có nhiều, rất là nhiều ý kiến. Từ lúc mà khi mà quay có nhiều phần linh căn cũng như là những vị thiền sư, mấy sư cô đồ đó, yeah, thì người ta chia sẻ mỗi người mỗi ý kiến. Có cũng có rất là nhiều người là nghĩ là bé là giống như là không tin gì mấy, chỉ là bé chỉ là có cái trí nhớ là siêu phàm thôi, chứ thực chất thì cũng không phải là gọi là bậc thánh tiên hay thần thánh gì cả. Nó thì do bé là có cái căn duyên căn lành để mà có cái trí nhớ mà trí tệ như thế thôi. Yeah. Nhiều người thì người ta cũng có bà con cũng thương lắm, tại vì anh cũng đi tìm hiểu chứ cũng không phải là mình gọi là mình đi là để mà mình dạch lá tìm sâu. Yeah. Mình để mình tìm hiểu thêm thôi. Yeah. Có nhiều cô bác thì người ta nghĩ là khác, ngay cả có những vị bậc chân tu cao luôn mà cũng phản bác lại bé, thấy tội nghiệp cháu lắm. Thì em nói anh nghe nè, những người tu mà có huệ đi chăng đi nữa mà nói người ta cũng chưa nghe. Đúng rồi. Con bé này mà đó, bé thì nó lại nói xíu, người ta nghe. Nói mọi người đều nghe, đều kêu là thương, giống như hề vô thủy. Tiền kiếp gặp lại, nghe bé nói thôi người ta đã cảm quá người ta rồi, cảm rất là nhiều người. Cái phân nữa mà không cảm đó là những người kia là tu chấp pháp. Cái pháp của Phật không bao giờ chấp. Họ còn chấp ha. Dạ, gọi là chấp pháp. Tại vì bé nói những lời pháp, cho dù nó được ai dạy hay là ai truyền, nó nói được mà người ta tin được, là nó rất là mọi cái vị thánh đức. Nói qua là nó thuộc, dạy nó rồi nó thuộc rồi. Mà khi nó nói ra là con người của nó đem cái sự hồn nhiên á. Ừ. Dạ. Nó đâu có làm ác đâu, nó đâu có bắt người ta làm bậy đâu, nó có dạy người ta làm những cái điều mà trái lý với Phật Pháp đâu. Đúng rồi.
Có nhiều khi là từ lúc mà nếu mà không có bé đó thì làm gì mà được bao nhiêu ngàn ký gạo, bao nhiêu tấn gạo mà để cứu ba tấn chúng sanh, đúng không? Bao nhiêu người khổ được nhận được cái lọc đó. Còn mà những nhiều khi bà con nếu mà không có bé thì tới bây giờ là chắc cũng không được mà bà Mạnh Thường Quân hay bà con tài trợ để mà giúp cho những cái hoàn cảnh. Mình nói thực tế như cái đời này nè, là cho gạo trước đi. Khỏi nói về cái phần mà bé chỉ dạy bà con niệm Phật. Nói nội cái đời thôi là giúp biết bao nhiêu là tấn gạo, bao nhiêu ngàn ký gạo mà để cứu mọi người rồi. Nó thì những cái đó thì bà con không tuyên dương, không khen thưởng, mà cứ nhắm vào một cái sự mà bé nói là ở điểm yếu đó, điểm yếu của cha mẹ của rồi bé cứ thôi. Nhắm vào đó để nói hoài. Tại điểm yếu của cha mẹ của bé là không được bằng bé, tại vì họ đã trải qua cuộc sống thường ngày của sự mưu sinh, rồi tới ngày họ phải làm những cái việc gì đó, như trời đất cũng khiến họ ham cái này ham cái nọ mới đưa con của họ ra. Là khi trời Phật phải bắt bé nói ra những cái điều của trời Phật á. Chứ đâu phải muốn nói, có những người tu nói về trời Phật pháp làm phước làm gian mà có ai nghe đâu. Đúng không? Có ai tin đâu. Mà tại sao bé này á nói ra là người ta tin. Nhưng cái lòng tin của bé này đã nhiều đời những kiếp đã có tu nói người ta mới tin. Thì bé không có phước nói không ai tin đâu. Đúng rồi. Em chỉ nói gắn gọn mà mọi người dễ hiểu và dễ xét nữa. Như từ lúc mà bé xuất hiện đó, là theo anh nghĩ, theo cái quan điểm cá nhân của anh đó, là thí dụ như cái đất nước mình là 100 triệu dân thì ít gì cũng từ 30-40 triệu dân người ta đã quay đầu và người ta ăn năn sám hối và làm lành lãnh dữ, tụng kinh niệm Phật. Đúng không? Anh mọi người chưa biết cái điều này nữa. Bé này được cái như nè, đưa bé này ra nói về Phật pháp. Thế những người tu á, những người chưa tu á, người ta thấy á, ta có con nhỏ, con em nhỏ đó, cái ta cho ăn học này nọ, cái ta quên nhớ lại tập cho con em họ dẫn đi chùa và học những cái khóa tu luyện của trong nhà chùa, nhà thiền, và được những cái mà kêu là tinh hoa của đất trời. Mà bé này, khi bé này đã được đưa lên công chúng đó, là những cái hộ gia đình chưa tu á, người ta có con em á, người ta muốn đưa cho con em đến chùa nhiều hơn, là hỏi cho mấy đứa em ở nhà, bây giờ anh có con, giờ đứa bé nào cũng cầm cái điện thoại chứ không có đi mà ngồi thiền, mà đi ăn chay mà để vô chùa ngồi niệm Phật được. Thì đâm ra bé này giống như nhắc nhở những bậc phụ huynh đó, có con nhỏ giống như bé đang tu tập vậy đó. Thì bây giờ bé cũng đang tu tập để giống như là khích lệ cho những gia đình mà chưa biết về Phật pháp, là người ta thấy cái điều đó người ta bắt chước theo. Đúng rồi. Dạ. Chứ bây giờ mà nghĩ đi, là khi mà tất cả các trẻ em, mấy đứa nhỏ nhỏ cỡ như bé Tường Lam đó, thì 100-1000 đứa thử đưa cái chú đề bị thử nó coi nó nhìn vào không, và nó nghe không, nó chịu đọc không, và nó tiếp thu không. Chứ Tường Lam là lại khác à. Thì không phải là riêng về cái chú đề bi, mà còn có rất là nhiều chú, mà trong số đó thì theo anh nghĩ là nội bài khi mà anh nhìn vào cái chú đề bi khoảng chừng vài câu đầu thôi là mình còn rối nó, huống chi là bé Tường Lam nó còn nhỏ mà nó đọc rất là giỏi, mà đọc lào lào thì rất là hay luôn. Nhưng mà cái anh nhìn cái kỳ giọng của bé đọc cái chú á, rất nghe cái là rất là im tai mà dễ thương, để hư hút cái linh hồn của bên trong của mình, để cho mình cảm quá, mình nghe được mỗi người, tại sao người lớn người nhỏ khác nhiều vậy, mà tại sao bé này đọc mà người ta có sự cảm mến nhiều hơn người khác. Là như vậy, như là bé này đọc lắm, như là chịu nghe, lắng nghe đó. Đọc cái giọng của bé rất là ấm áp, như là khiến cho tất cả như Phật tử như chúng sanh thì lắng nghe. Mà lắng nghe nó truyền cảm hơn. Giống như hôm nay em ở đây, đêm hôm ở Trung Hoa em chuyển về đây, cái có chị kia đằng đây nè, cái tối nó Hồ Ly ơi, giờ hai chị em mình đi ra hát ca nhạc sống, hát với nhau. Em nói đi ra mới coi thử thôi. Em lên sáu em mới nhìn được cuộc đời đó. Giờ em đi tu, em đi núi đi non, cái em tiếp xúc người tu nhiều. Cái hôm nay em là em tiếp xúc người đời khác, thân thiện hơn. Và những người già bảy mấy tuổi, sáu mấy tuổi, họ hát, họ vui vẻ, họ hòa đồng, họ cũng như là có sự thích lệ, hát dở hát hay gì ai cũng nên đều tặng bông hết.
là cái sự là để cho mọi người á, ai cũng có công việc thường ngày mệt mỏi thì người ta cũng như là tìm cái nơi uống cà phê mà để hát với nhau, để giải tỏ cái sự mà cực khổ á, đem kiếm cái gì mà niềm vui á. Nói chung là ra mình thấy người ta hát với ca hát với nhau ai cũng nở niềm vui chứ, là như vậy. Hồ Ly á, thì bên về tâm linh thì cho anh hỏi thêm một cái nữa là, tại vì nói chung anh cũng tìm hiểu thôi, cũng như là thay mặt bà con tìm hiểu về tâm linh cũng nhiều hơn, là khi mà bé đi ở ngoài đường á, đi với mẹ mà lại gặp những cái đám tang á, mà bé đều cúi đầu chào, mà bé có nói là thấy được cái mờ nhưng mà không thấy rõ, là có phải là cái đó là do bé có được cái trí huệ sao mà cái ánh sáng mà để mà thấy được cái phần vô hình mà các vị đó đang làm nhiệm vụ ở trong cái phần đám tang không Hồ Ly? Thì anh Thảo hỏi, em mới nói cho anh Thảo nghe, giống như cái người linh căn thường nói, những người thấy được như vậy đó, ta gọi là cặp mắt thứ ba. Cặp mắt thứ ba ha? Dạ, cặp mắt thứ ba đó, trong cái thế giới tâm linh gọi là cặp mắt thứ ba, thấy được phần âm, phần thiên, là cặp mắt thứ ba. Bé này á, càng ngày bé, nếu như bé mà người ta làm theo ý bé, như là đọc chú lại bị nhiều và người ta bố thí nhiều, thì cái lời của bé làm tuyên truyền á, người ta làm nhiều á, phước đức của bé nó cao hơn nữa, thì bé thấy cái cảnh giới cao hơn nữa. Cái này nó kêu là vượt bậc, giống như mình trúng số đặc biệt vậy đó anh. Người ta trúng số đầu không có nhiều tiền hết trơn á, số đầu có 100 ngàn, trúng số đặc biệt tới 2 tỷ đồng. Giống như là cái bé nó sẽ từ từ cái nó tu nó cao lên, nó sẽ thấy càng ngày càng rõ hơn. Nhiều người làm phước thì đức nó cao nữa, nhiều người làm theo người cúng ngàn cái gạo gạo, anh biết cái đức của nó tăng vù xeo. Tại cái lời tiên truyền của nó, người ta làm theo nhiều là nó làm là phước rồi, phước nó đến ào rồi. Chỉ một lời nói của nó thôi mà người nhiều quý vị làm theo là nó sẽ được mở cái ánh sáng gọi xa hơn, giống như cái ánh mặt trời vậy đó, thấy hết mọi việc đó. Bây giờ nó thấy xa hơn nữa. Tức là bé khuyên bà con vậy, là cái bà con nếu mà làm theo đúng như cái lời đó, cũng như là Phật dạy vậy đó, thì cái phước báo nó sẽ cao lên ha. Bé sẽ có phước nhiều hơn ha. Thì trong số đó thì nó lại ngược lại, có một số điều là thí dụ như từ lúc mà bé xuất hiện đi, có nhiều nói chung thì hai bên, giống như là bên đây và bên kia, thì người ta phản bác lại với nhau là cũng vì bé thường làm. Nhưng mà cũng có nhiều người nói là nếu mà lên làm như vậy á, thì sẽ ảnh hưởng ai cũng tội. Thí dụ như cái người bên đây người ta làm, người ta cũng tu, rồi bên kia cũng tu, nhưng mà hai bên lại đối đầu nhau, là về cái trường hợp mà bé Tường Lam chia sẻ những cái câu, những lời nói đó. Thì người ta nghĩ là sẽ tội bên đây, tội bên kia, và sẽ mất phước của bé Tường Lam. Theo em nghĩ là, theo Hồ Ly nghĩ là bé Tường Lam có bị mất phước không? Em nói anh nghe, trên bàn á, với tỷ ba anh em mình, ba chén cơm, em ăn em no, anh không ăn, anh đói, cái anh chịu. Vậy thì em ham ăn luôn cái chén cơm của anh đó. Là em mới mất phước thôi. Con bé này nó có ăn của ai đâu. Mà đâu có phiền ai đâu. Mà bé này nó đâu có làm gì ai đâu. Mà bé này giúp được rất là nhiều vị. Những người kêu tu kia kể họ, họ phải nhìn lại họ. Tại sao nhìn bé chi? Vì gia đình của em bé làm chi? Giống như em tu, gia đình em không tu, không lẽ em bắt gia đình em tu? Những gia đình của em có anh chị em làm những cái việc gì không đúng, không lẽ bắt em nói em gia đình mày làm vậy, mày tu làm chi? Là như vậy. Như là ai ăn thì nấy no đúng không? Thì ai tu, ai làm phước thì hưởng, còn nghiệp ai nấy lãnh ha. Quả ai nấy mang ha. Nên thì cũng muốn tìm hiểu, nhờ Hồ Ly chia sẻ một ít đôi điều gì đó. Nói chung thì có nhiều người thì yêu mến, có nhiều người thì lại phản bác. Với một đứa bé thì 4 tuổi, chỉ còn còn rất là nhỏ tuổi, mà có nhiều người phản bác, cũng như là có những cái từ gọi là dạch mặt thì nghe nó nặng nề quá. Chứ bây giờ em nói anh nghe nè, em là một người ăn xin đi, em xin hai anh,
em xin anh đó, mấy anh cho không cho kể mấy anh. Ừ. Rồi nó bé nó ước cái gì kể của nó, nó ước được á, cho được hay không á, là do mọi người nhìn thấy mà để cho nó để làm gì. Cái chuyện của người ta ước hay là xin, chứ tỷ tôi xin tôi đâu ăn trộm, tôi đâu gạt ai đâu, đâu gạt ai đâu, mà mọi người cũng không có quyền để nói nữa. Chứ dù em với tỷ em nha, bản thân em để tỷ em đi gạt người ta, hai anh cũng không có quyền để nói em. Em gạt thì em lãnh cái quả, mấy anh đâu có quyền đâu, phải mấy anh chờ cha mẹ em đâu, mấy anh phải la em. Là như vậy đó anh, cái ý nghĩa nó giống như vậy đó. Ừ, giống như phước ai nấy hưởng, quả nấy mang. Dạ. Ai ăn thì nấy no ha. Dạ. Tại vì em nói á, cho mọi người đều hiểu, người không tu cũng hiểu, mà người tu nghe là những lời nhỏ bé của em á, cho họ thấy cái đó đúng hay là sai. Trên đời này không có đúng có sai, chuyện của người ta đâu có đúng sai được. Cái nghiệp quả của người ta biết tu, mà cái nghiệp quả của người ta thì đi đâu dành với người ta, phước của người ta kiểu như muốn lấy phước của người ta đâu được. Giống như cái thằng hiền á, nó đâu có thích chơi với thằng dữ, mấy thằng dữ nó đâu có chơi muốn chơi với thằng hiền đâu. Ừ. Nó vậy. Thì từ lúc mà bé xuất hiện, nói chung thì cũng nó gọi là cái từ mà chấn động luôn, là tất cả mọi người là người ai cũng nhìn vào bé. Yeah. Có người thì người ta quay đầu là bờ lại. Yeah. Để mà người ta tu tập. Yeah. Còn có người lại phản bác. Yeah. Thì nó giống như cái câu mà Phật xuất hiện là ma xuất hiện liền ha. Yeah. Phật cao một thước thì ma cao một trượng ha. Yeah. Cho nên là nó sẽ lúc nào luôn quấy gói cái Phật mà tu hành ha. Yeah. Lúc nào nó cũng phá đi những cái sự mà kêu gọi là làm lành đến dữ hết. Thì bé này đang truyền những cái sự làm lành đến dữ, những cái ma quỷ không thích những cái điều lành đến dữ, mà nó phái dụ dỗ những người ta vô những cái mà kêu là khốn khổ của trần gian này. Ừ. Là như vậy. Thì em nói vậy đó, mọi người là nghe và xét lại coi, giống như là em đâu có không phải nói là em đúng, mà em cũng không cần mọi người phải nói em sai. Em chỉ nói ra đi cho mọi người phân tích để gì tìm hiểu thêm thôi, chứ không có phải gì, em cũng không phải gì để gì. Những người mà nói về Phật pháp mà đúng á, em rất là thiên kiên, em đội lên đầu luôn á. Ừ. Còn những người mà vĩ bán mà Phật trời ha, em xô xuống sông á. Ừ. Em dẫn nước luôn. Khi hệ sinh hậu khổ xì hạ ta hạ, ý sinh thảo tụ xì thật khổ lo. Cái đó là mình vừa mới nhận niệm để mà mình mới nói cái câu đó là cái ý nghĩa đó là sao Hồ Liên? Giống như các ngày hậu pháp có ông Dữ, ông Hiền á. Mà ông Dữ á, lúc nào cũng đen xì xấu xí hết trơn. Mà ông nguyện đời đời kiếp kiếp giữ cái cửa thiền môn của Phật pháp, của mười phương, giữ cái ngôi Tam Bảo. Những người mà quỷ bán Tam Bảo là ông, mấy ông này ông phạt, không thể mà vô được. Không khuy thì ta ăn đi thì xì tộc khổ là hải xin hậu vui, hi xì hậu ô thì xì hàn tạ khổ xì tộc khổ xà ấy xà hậu quả là. Rồi thì cảm ơn Hồ Ly đã chia sẻ một ít về Phật pháp cũng như là tâm linh, như là chia sẻ cho bà con hiểu thêm. Thì nói chung là tất cả chúng ta thì cùng nhau để tìm hiểu thôi, chứ cũng anh em quay thì cũng không phải là gọi là phỉ báng hay là chê bai tất cả ai cả. Mặc dù là bé Tường Lam còn rất là nhỏ tuổi, nhưng mà bé chia sẻ cái đó là cái điều tốt đó. Thì bà con như là mình tin á, thì mình làm theo, cũng như là phát ngàn ký gạo giúp bà con cái đời này. Còn về cái tâm linh này, bé đọc chú đề bi đó, thì bà con nghe thì bà con làm theo. Còn mà nếu mà mình không tin thì có thể là mình lướt qua, cũng không có cần thiết phải lên mà để phản bác lại một đứa bé nó còn rất là nhỏ tuổi. Thì tội nghiệp, thương cho bé lắm. Thì lời cuối thì mình cũng chúc tất cả bà con, quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân thật là nhiều sức khỏe. Cũng cảm ơn Hồ Ly rất là nhiều. Thì em cũng cảm ơn hai anh YouTube hôm nay được cho em được làm một cái việc gì công đức cho bản thân của em. Thì em cũng cảm ơn hai anh rất là nhiều. Và những điều mà để nói ra cho mọi người hiểu và biết á, mình cũng có niềm vui cho bản thân của mình. Nghiệp của em nó nhiều lắm. Em ăn chơi quậy quạng dữ lắm luôn á. Tu cũng quậy quậy đó.
Tại vì bản thân của mình đó, đến ngày phải tu là phải trả nghiệp. Mình trả nhiều thứ nhưng mà không biết cái nghiệp nó đến bất chợt lúc nào. Và nó gình mò mình đó. Nó gình mò mình để khi mà mình sa ngã là nó nhảy vô, nó dục thúc mình làm những cái điều mà kêu là dữ dằn hơn cái người thế gian đang quậy. Như là mình sống ở trên cõi đời này là chủ yếu là mình để mà tu, để mà trả nghiệp ha. Dạ, tu là trả nghiệp mà đâu có giựt nợ người ta được. Rồi thôi, chào Hồ Ly nha. Dạ, rồi chào Hồ Ly nha. Dạ.